mọi người, An Lan đã quay trở lại và nay An Lan quay feedback nhanh của một chị ở Lâm Đồng với nickname Hồ Tứ Quý. Chị có hỏi An Lan là hôm 28 tháng 7 chị hỏi An Lan về thuốc điều trị nám nhá. Chào em, chị muốn đặt điều trị nám này, An Lan hỏi tư vấn không? Thì An Lan nhờ chị chụp hình da của chị để An Lan coi cái tình trạng nám. Thì mọi người thấy là bên má này này, thì chị chụp hình hơi gần á, tuy nhiên cái sắc tố nám, cái khúc này con chuột An Lan di con chuột này là khúc sắc tố nám rất là nhiều nhá. Phía bên mặt kia thì nhìn rõ, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn này, vùng nám này nó cách biệt với vùng da bình thường của chị luôn ha. Rồi ok, rồi chị sau đó chị có nhắn tin là vậy chị mua thuốc nhé, chị ở tỉnh Lâm Đồng. Rồi ok, An Lan kéo xuống nhanh nhé. Thì chị có lấy đủ liệu trình mà 3 chai luôn mọi người nhé. An Lan kéo xuống nhanh để mọi người nhé. Thì hôm 31 tháng 7 á, thì chị có nhắn tin này ha. Rồi kéo nhanh xuống này. Lúc này da chị bắt đầu nó bọt đỏ nên này mọi người. Thì khi mà bôi thảo dược An Lan á, vùng nào da sắc tố sạm, nám và tế bào chết nhiều da với đỏ nhá. Còn mọi người còn các bạn thấy không, cái vùng da của chị ok là vùng phía rìa ngoài này, nó không hề có đỏ gì đâu ha. Nó chỉ đỏ trên hai má và trên vùng mũi thôi. Kéo xuống nhanh nhá, nhanh để thấy nè. Lúc này là đang bong da nhé mọi người, da của chị đang bắt đầu bong đi ti ti rồi đó. Và đây hôm qua là ngày 16 tháng 8 chị có nhắn tin cho An Lan hả? Chị nhắn tin cho An Lan lúc này là da bong xong rồi nha mọi người. Mọi người nhìn thấy không, cái độ sắc tố nám này chị nói là chưa khỏi hẳn em, bớt được 70% rồi. Da của chị lúc này đang còn bong li ti. An Lan có hỏi thì chị bảo con hơi em. Thì sau đó chị có phản hồi cho An Lan là da chị á, nó còn bong li ti á, cái vùng đỏ này mọi người nhìn thấy này, nó còn bong vùng đỏ này. Thì cái vùng đỏ này sau mà khi bong sạch thì sẽ giảm thêm được phần nám cho chị. Thì mọi người thấy không, cái tình trạng sắc tố nám nó không còn nhé, mà nó chỉ hơi đỏ thôi. Thì khi ngưng lại thì da của chị sẽ rất là đẹp. Thì hiện tại thì da của chị vẫn đang bong. Và đây là một cái tình trạng da á, An Lan quay trực tiếp để mọi người theo dõi khi mà điều trị nám nhé. Em sẽ làm những cái feedback tiếp theo về làn da điều trị nám cho mọi người theo dõi ha. Xin chào và hẹn gặp lại.